hai bánh bao chay của bác có giá 10.000 ạ. Tôi gửi tiền cô. Con gửi tiền thừa ạ. Cô ơi, sao cô lại trả cho tôi có 10.000 thế ạ? Thì đúng rồi bác ạ. Bánh bao chay là 5.000 một cái, bác mua 2 cái là 10.000 đúng rồi ạ. Thế thì cô phải trả lại cho tôi 490.000 chứ ạ. Tôi đưa cho cô tờ 500 cơ mà. Cái bà già này nhở, rõ ràng bà đưa cho tôi tờ 20.000 xanh lè xanh lét đây này, làm gì có tờ 500 nào. Cô ơi, cô nhầm rồi. Rõ ràng là tôi đưa cho cô tờ 500.000. Tôi đi dọn dẹp vừa ấy được trả 500.000 mà tôi chưa rút ra tiêu một đồng nào hết cả. Tôi không thể nào nhầm được đâu cô ạ. Ôi bà già ơi, bà già bà lú lẫn lắm rồi. Rõ ràng là đây tờ 20.000, làm gì có tờ 500.000 nào. Cô ơi, cậu ngồi bên cạnh đi. Cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đưa cho cô ấy tờ 500.000 có đúng không ạ? Cháu cũng không để ý nhưng mà lúc cháu thấy thì là bác đưa tờ 20.000 vào bác. Sao cậu lại có thể nói dối trắng trợn như thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu với cô ta là đồng bọn? Hai người cấu kết với nhau để lừa tiền người già này có đúng không ạ? Ô hay cái bà già này nhỉ? Bà đừng có mà đổ vạ cho tôi nữa, tiến đi cho bà thả. Không, cô phải trả lại tiền cho tôi thì tôi mới đi. Trả lại tiền cho tôi đi. Đây, kia. Bắn đi. Này, cô. Cô. Bác An, cháu tưởng bác phải về từ lâu rồi chứ ạ. Sao giờ bác vẫn còn đây? Cô Linh à, cô đứng chờ xe buýt lâu quá nên là vào đây ngồi nghỉ tạm, tranh thủ ăn cái bánh bao cho nó đói cô ạ. Ban nãy cháu đã bồi dưỡng thêm cho bác để tròn 500.000 để bác đi xe ôm về rồi cơ mà. Sao bây giờ bác vẫn ngồi đợi xe buýt ạ? Khổ quá cô ạ. Tôi đưa tờ 500 để mua 2 cái bánh bao chay, nhưng mà cô hàng bán bánh bao thì lại bảo tôi đưa tờ đấy là tờ 20.000. Rồi cô trả lại tôi có 10.000 thôi. Tôi khăng khăng đòi thì cô cứ dọa tôi, rồi cô đuổi tôi đi. Tôi chẳng biết làm như thế nào cả. Yêu của anh đúng là đình đình đét luôn đấy. Em làm ảo thuật kiểu gì mà tờ 500.000 biến phát thành tờ 20.000 luôn, nhanh không thấy luôn đấy. Chuyện em là ai chứ? Với cái số tiền này á, tối nay mình thoải mái mà ăn một bữa lẩu no nê luôn. Mà anh ơi, hay là mình đi về đi, em nóng quá. Nhưng mà còn nhiều lắm. Nhưng mà em nóng lắm. Thôi, bỏ hết vào trong này đi. Nhanh lên. Anh phải chụp ảnh báo cáo nữa. Ok. Đẹp luôn anh ơi. Bây giờ ấy là anh phải gửi ảnh vào nhóm. Báo cáo sếp, nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc. Gửi, thế là xong. Người yêu em giỏi thật đấy. Công ty giao cho nhiệm vụ là phát bánh bao từ thiện, thế mà anh lại mang đi bán làm của riêng. Anh đúng là tài. Anh có nhiều cái tài lắm. Nhưng mà thôi, nóng lắm rồi không tài nữa, đi về đi. Vô lý thật đấy. Tôi vất vả dọn nhà cho cô từ sớm đến giờ để lấy tiền đi mua thuốc. Thế là đi tòng tờ tiền rồi cô ơi. Hay là bây giờ bác dẫn cháu ra cho quán bánh bao đấy đi, để cháu nói chuyện với cả người ta cho ra lẽ. Thật là cô? Vâng vâng, tôi đưa cô đến. Không thấy quán bánh bao đâu nữa rồi. Cô ơi, không thấy. Chắc là bọn họ dọn hàng về rồi bác ạ. Ôi trời ơi, thế là tiền của tôi.
Sao cái số tôi nó lại đen đùi như thế này hả cô ơi? Sao người ta đỡ lắm vậy với một người già như tôi chứ hả cô? Tôi già cả, nhưng mà không đến nỗi mà tôi không phân biệt được tờ 500 nghìn với cả tờ 20 nghìn cô ạ. Thôi, bác đừng buồn nữa, cháu tin bác mà. Đúng là có bác An dọn dẹp, nhà cháu trông sạch sẽ hơn hẳn ạ. Cô cứ quá khen, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Lần sau mà dọn nhà theo giờ thì cô cứ gọi cho tôi nhá. Tôi có tiếng là dọn dẹp sạch sẽ lắm đấy cô ạ. Dạ vâng ạ. À, của cháu hết bao nhiêu tiền để cháu gửi luôn ạ? Bình thường là 300 nghìn cô ạ. À, dạ vâng, thế để cháu gửi tiền bác luôn. Tôi đang rửa tay, cô cứ nhét vào túi cho tôi là được. Vâng ạ. Cháu có gửi bác 500 nghìn cho tròn. Lát nữa bác bắt xe ôm về cho đỡ đau chân bác nhá. Cô tốt với tôi quá. Cảm ơn cô nhá. Lúc nãy rõ ràng là ở trong túi của bác chỉ có một tờ 500 nghìn thôi, nên chắc chắn là bác không nhầm được. Chắc là bác gặp phải người xấu, người ta tráo tiền của bác rồi. Cảm ơn cô đã tin tôi. Tôi già cả, không con không cái, phải đi kiếm sống để nuôi thân. Vậy mà người ta nỡ làm. Chắc là vì thấy tôi già yếu thế nên là người ta giở trò với tôi đấy cô ạ. Cháu hiểu mà. Tuy hôm nay là lần đầu tiên bác đến dọn dẹp cho nhà cháu, nhưng mà cháu thấy bác dọn rất sạch sẽ và cẩn thận. Mà công ty cháu đang cần người dọn dẹp, hay là bác có muốn đến công ty cháu làm việc không ạ? Thật không hả cô? Thế thì tốt quá. Tôi cảm ơn cô nhá. Cô tốt với tôi quá cô ơi. Báo cáo với sếp là lần phát bánh bao từ thiện này em đã phát được hơn 2.000 chiếc bánh, trong đó có những người khuyết tật, người vô gia cư, cộng thêm một số người đi qua đường nữa. Cũng có một bên báo chí muốn liên hệ với chúng ta để phỏng vấn về quầy bánh từ thiện lần này. Em làm tốt lắm. Thế đợt vừa rồi có gì khó khăn không? Dạ không ạ, tất cả mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Kế hoạch sắp tới của công ty mình là muốn tăng độ nhận diện, tăng tình cảm từ khách hàng. Vậy nên là chị sẽ chi mạnh tay cho các hoạt động từ thiện, các công tác cộng đồng xã hội. Và cái dự án mà quầy bánh bao từ thiện được vừa rồi của em, chị thấy khá tốt. Nên là dự án sắp tới chị muốn em vẫn đảm nhận. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Chị cứ tin tưởng vào em, em chắc chắn sẽ làm hết sức mình ạ. Em xin phép. Toàn món anh thích luôn. Để xem nào. Người yêu anh đúng là số 1 luôn. Mà nhá, mấy cái món này người bình thường không thể nấu được. Chắc chắn là phải có một cô tiên nào đấy nấu cho. Chỉ đùa cái định là giỏi. Anh ăn đi. À, anh kể cho em nghe cái này. Cái vụ phát bánh từ thiện hôm trước ấy là anh tự nguyện đi làm. Thế nên là bà sếp bà ấy tin tưởng anh tuyệt đối luôn. Đang duyệt ngân sách cả mấy trăm triệu ấy, chuẩn bị cho anh đảm nhiệm dự án từ thiện sắp tới đấy. Wow, thật thế á? Bữa trước mới có cái giá bánh bao thôi mà mình đã kiếm được vài triệu rồi. Bây giờ lại có cái dự án to như thế. Sau dự án này chắc là mình được đi du lịch nước ngoài anh nhỉ? Nước ngoài đã là cái gì? Lúc đấy nhá, em muốn đến bất kỳ một cái ngõ ngách nào trên thế giới này, anh cũng có thể đưa em đi được. Ok chưa? Yêu ơi, thích thế. Đây là công ty. Cô cậu ăn uống gì thì để rác gọn gòn vào, đừng có vứt ra như thế này ạ. Lâu ơi, bà lao qua một công ty anh đang mắng em này. Này bà già, bà có biết tôi là ai không mà bà dám mắng gì cho tôi à?
Cô là cái cô bán bánh bao hôm trước. Thế còn cậu, cậu là người yêu của cô ta à? Rõ ràng là đây tờ 20.000, làm gì có tờ 500.000 nào. Cậu ơi, cậu ngồi bên cạnh đi. Cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đưa cho cô ấy tờ 500.000 có đúng không ạ? Cháu cũng không để ý nhưng mà lúc cháu thấy thì là bác đưa tờ 20.000 vào bác. Sao cậu, cậu lại có thể nói dối trắng trợn như thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu với cô ta là đồng bọn? Hai người cấu kết với nhau để lừa tiền người già này có đúng không ạ? Tôi hiểu rồi. Bảo sao mà hôm trước hai người thông đồng với nhau lấy tờ 500.000 của tôi. Hai người cũng đi bán hàng mà tại sao lại đối xử với khách hàng thất đức như thế hả? Bà biết cái gì mà nói? Ai cho bà biết xếp ở đây? Tôi nói cho bà biết, tôi có thể đuổi việc bà bất cứ lúc nào đấy. Tôi làm trưởng phòng ở đây to hơn cái chức lao công của bà rất nhiều đấy, bà hiểu chưa? Thì cũng chỉ đi làm thuê thôi, làm công ăn lương của công ty mà. Này bà già, bà dám cãi lời trưởng phòng à? Bà lo mà làm công việc của mình đi. Bữa trước mất tiền, bữa này mất việc ấy. Này, rác kìa, lo mà dọn rác đi. Thân phận dơ bẩn của bà ấy chỉ phù hợp làm những việc dơ bẩn thôi. Cô, bé cái mồm thôi. Đang ở giữa công ty gõ mắc cái mồm. Lộ cái vụ phát bánh từ thiện hôm trước ấy, chết cả nút. Em chào sếp, sếp cho gọi em ạ. Em ngồi xuống đi. Chị đã có dự toán cho dự án từ thiện sắp tới và có rất nhiều mạnh thường quân muốn đóng góp cùng và số tiền đã lên tới 9 con số 0. Quà của em này. Sếp đâu cần phải tặng quà cho em làm gì đâu ạ. Cho này chắc là tấm xét 500 triệu mà chị ta duyệt ngân sách cho mình lúc ban đầu. Em xem đi. Dạ. Cái gì đây? Sao lại đổi việc? Cậu nói trống không với ai đấy? Đây là quà của cậu mà. Chẳng phải cậu háo hức nhận quà lắm sao? Nhưng mà sếp ơi, em có làm gì đâu mà sếp đổi việc em à? Sếp xem lại có nhầm lẫn gì không sếp? Bởi vì cậu đã lợi dụng việc từ thiện để trục lợi cá nhân. Cậu nghĩ sao khi mà công ty yêu cầu cậu phát bánh bao từ thiện thì cậu lại biến nó thành quầy bán bánh bao để lấy tiền? Nhưng mà em có làm ra chuyện đấy đâu sếp. Mỗi lần em phát từ thiện xong ấy, em đều chụp ảnh báo cáo cho sếp mà. Em không làm ra cái chuyện đấy, chắc chắn là có ai đấy trong công ty ghen tị với em, được sếp ưu ái nên là cố tình đổ vạ cho em ấy sếp ạ. Là tôi nói với sếp Linh đấy. Chắc cậu không ngờ một bà lao công như tôi lại quen với giám đốc đúng không ạ? Bà, tôi chính là nhân chứng chứng kiến cậu với cô người yêu của cậu đã bán bánh bao để lấy tiền, rồi hai người lại còn ngang nhiên lấy tờ 500.000 của tôi nữa. Bà đừng có mà nói hàm hồ nhá. Ai lấy tiền của bà? Chị, bà ta già rồi, bà ta lẩm cẩm đấy. Trong túi của bà ta không có tờ 500.000 nào cả. Bà ta đang đổ vạ cho em đấy chị. Còn hồi đi. Hôm đó bác An đến nhà tôi dọn nhà, chính tôi là người đã đưa tờ 500.000 đấy cho bác An đấy. Tôi già cả, đau chân, bệnh tật đầy người, nhưng mà chí ít tôi cũng còn đi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không như cô cậu còn trẻ còn khỏe mà lại còn lừa công ty kiếm tiền để đút túi riêng cho mình, rồi lại còn lừa tiền của cả người già nữa. Cô cậu thay đổi đi nhá, chứ làm như thế là thất đức lắm đấy. Cậu về được rồi, công ty tôi không cần người như cậu. We'll be right back.
nhà mình có những gì đấy hả? Này, mắt mày để trang trí à? Mày không nhìn đến cái biển bún mọc to lù lù tổ bố thằng ăn mày đấy à? Cháu có nhìn thấy, nhưng mà ý cháu là ở đây ngoài mọc ra thì có sườn hay là thịt hay là cái gì cho thêm vào với bún không ạ? Ức chế đấy nhở? Này con trai con, ở đây ấy, tinh hoa ẩm thực ấy là có bún mọc vào dọc mùng mày hiểu chưa? Mày ở đâu đến đây à? Trông ăn mặc thì chung rõ đẹp đẽ mà sao nhà quê đấy à? Thì bình thường cho thấy các quán khác đều có sườn hay là thịt cho vào thì cháu mới hỏi thôi à? Tao nói cho mày nghe nhá, mấy cái quán biến chất như thế hiểu chưa? Toàn bán tạp bí lù làm nó sánh được với quán của tao hả? À, ăn không? Thế thôi bác cho cháu một bát bún mọc không hành ạ? Cái gì? Bún mọc không hành á? Ôi trời ơi này, tao nói cho mày nhá, bún ý là phải ăn với mọc lại còn phải có hành nó mới đầy đủ vị thơm ngon nhá. Mõm mày mõm nhôm à? Hả, con nhà quê kia? Sao bác lại nói cho thế? Mỗi người có một kiểu ăn khác nhau chứ. Cháu không ăn được hành từ bé rồi ạ. Mày không ăn được hành ý, ra đời đời nó hành mày ra bã rồi con trai con à. Đói quá. Thôi bác lấy cho cháu luôn đi. Bác ơi, về ăn đâu ạ? Mở to mắt ra mà tìm. Thì cháu tìm xung quanh rồi cháu không thấy cháu mới hỏi bác chứ. Không thấy chắc là hết rồi. Vừa đi nặng xong nhẹ cả người. Thằng kia, ném cho nó ít giấy vệ sinh để nó lau. À, chị xin giấy ăn cơ mà, chị có xin giấy vệ sinh đâu. Giấy nào mà chả là giấy. Chùi được là được, rồi chê thì cũng tự lấy tay mà chùi. Thằng kia, lê cái mông vào bê bát bún ra cho nó ăn nhanh thì nó còn cút. Đang dò trận game, nốt đã. Em ơi, em bê luôn giúp chị với. Chứ chị đói sắp ngất ra rồi đây này. Mà em để một lúc nữa nó trương lên thì làm sao mà chị ăn được. Này, bà nói một câu nữa nhá, tôi chốt phát là mồm luôn đấy. Như nào, cậu đang chơi lại cứ dục. Này, đúng là con trai mẹ. Chửi câu nào, mất một câu đấy. Con lại phàm phu phục tử như này, cứ phải như thế con ạ. Sao ba lại bảo cháu phàm phu phục tử? Cháu còn chưa ăn được miếng bún nào đâu đấy. Thua bố rồi. Đã bảo đừng có nói cơ mà. Thua rồi này. Ông đi. Bà ơi, cháu bảo cháu không ăn hành mà. Sao bác lại cho cháu một huyện hành thế này hả? Này, ta không dành phục vụ mấy cái con khách như mày nhá. Ăn thì ăn, không ăn thì lướt. Bác bảo ai là con đấy? Bác để cho cháu hả? Này, cái loại phèn phèn như mày, tao gọi như thế là xứng đáng lắm rồi nhá. Dành con vắt mũi chưa sạch, chả treo người lớn à? Bác mà không hống hách với cháu thì cháu đã không nói lại rồi. Thế bây giờ cháu không ăn được hành, bác tính sao đây? Mày chịu khó vớt từng cọng hành ra mà ăn nhá. Chả nhẽ mày đợi tao hầu mày à? Alo chị đấy à? Dạ. Ô thế chiều nay đi học lớp dãy đầm tít tận đấy á? Lớp mới xa nhở? Thôi được rồi, để em dọn hàng sớm cho em về chuẩn bị nhá. Vâng. Dạ vâng ạ, thế nhá. Cường ơi, dọn hàng cho mẹ. Vâng. Ơ, cháu đang ăn mà bác làm gì đấy? Mày không thấy tao bảo dọn hàng à? Mày ăn như thế là đủ rồi hiểu chưa? Dọn hàng, muộn rồi. Con trai bác đem bún muộn ra cho cháu, xong cháu còn phải ngồi vớt từng cọng hành ra một, mà cháu còn chưa ăn được miếng nào cơ. Bác có vội đến đâu thì bác cũng phải đợi khách ăn xong hết rồi mới dọn chứ. Đấy là sự tôn trọng tối thiểu gì cho khách hàng mà. Tôn trọng cho khách hàng á? Khách hàng là cái mẹ gì? Tao nói cho mày biết nhá, tao cho chúng mày ăn bún thì chúng mày phải làm nghe theo lời tao nhá. Ăn thì ăn, không ăn thì lướt. Dọn hàng, anh toàn đây. Này, thiếu tiền rồi, thu thêm 50.000 phí thừa đồ ăn nữa. Sao lại thu thêm phí? Đây có phải quán buffet đâu mà thu thêm phí. Hơn nữa chị để thừa đồ ăn là do mẹ em đuổi chị đi.
Chị trả 100.000 là quá thừa cho bát bún này rồi. Còn đòi thêm phí cái gì nữa? Tao không cần biết. Luật ở đây là như thế. Mày có lộn tao? Lộn ra nhanh lên. Bún với lỗi gì? Cướp thì có. Em làm sao thế? Mặt cái gì ra vậy? Nay em làm việc quên cả bữa trưa. Tức là ghé tạm vào quán bún vỉa hè ăn tạm. Ai ngờ gặp ngay quán bún chửi. Thế à? Mà anh thấy ấy, bây giờ nhiều quán bún chửi, cháo chửi nổi lên trên mạng lắm. Mà người ta bảo ấy, chỉ cần ăn ngon thôi, đi chửi cũng được. Em chịu đấy. Hôm nay được chứng kiến tận tai tận mắt thì mới hiểu được câu miếng ăn là miếng nhục là như thế nào. Em nói anh mới nhớ. Họ nhà anh ấy cũng có một bác làm quán bún. Tính của bác ấy trong họ nhá, lúc nào cũng đanh đá ghê gớm này. Không biết lúc bác ấy bán hàng ấy có chỉ khách không nhỉ? Hay lắm đấy mà cười. Em thì thấy á, nó giống như kiểu một thứ văn hóa biến chất ấy. Nghĩ lại lại thấy bực. Anh thấy em mới bầu được 3 tháng thôi mà đi lại khó khăn nặng nề thế vậy. Chắc vài tháng nữa mệt lắm nhỉ? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ tìm người giúp việc để về chăm sóc cho em. Chứ bây giờ anh bận ở công ty lắm, không có nhiều thời gian chăm sóc em đâu. Biết là thế, nhưng mà em không thích có người lạ ở trong nhà đâu. Biết được gốc gác của người ta thế nào, nhỡ người ta làm gì hại đến mình làm sao, sợ lắm. Em cứ suy nghĩ xa quá đấy. À, đúng rồi. Em muốn người quen đúng không? Anh có. Ai ạ? Em có nhớ đợt trước anh có kể với em ấy là họ nhà anh có một bác bán bún không? Đấy, mẹ anh mới kể cho anh ấy là quán bún bác ấy đóng cửa rồi. Chắc là do tính bác ấy đành hanh quá nên là càng ngày khách càng không qua. Đấy, thấy chưa? Em đã bảo rồi, bán hàng thì phải niềm nở với khách thì người ta mới muốn quay lại. Chứ đồ ăn mà có ngon cỡ nào ấy mà thái độ không tốt ấy thì chẳng ai muốn quay lại đâu. Thế là vợ anh đã chấp niệm cái vụ là ăn quán bún chửi rồi đúng không? Anh bảo, thế là em đồng ý bác ấy sang làm việc cho nhà mình đúng không? Anh nghĩ là bác ấy sáng đến rồi tối về thôi, chứ không ngủ lại đâu. Vâng, thế cũng được. Dù gì là họ hàng thì cũng yên tâm hơn. Với cả người ta đang gặp khó khăn mà, nên là mình phải tạo điều kiện chứ. Đúng là vợ anh tốt bụng thật đấy. Được rồi, để gọi bác đấy nhá. Vợ ơi, anh về rồi đây. Em làm sao đấy? Đây là bác của anh á? Là cô á? Hai người quen nhau ấy ạ? Cháu nhớ là lúc cháu làm cưới bác uống cơ mà nhỉ? Thế hai người gặp nhau ở đâu ạ? Anh có nhớ cái quán bún chửi mà em kể không? Là quán của bác ấy đấy. Hóa ra là thế à? Anh nghĩ là chắc hôm đấy bác ấy hơi nóng tính một tí nên là có những cái lời lẽ hơi nặng nề. Chứ bình thường bác ấy không đến mức như vậy đâu. Thôi, chuyện cũ rồi nên em bỏ qua. Dù gì bác cũng là bác của anh mà, em phải tôn trọng chứ. Bác cũng cảm ơn cô cháu dâu có tấm lòng như Bồ Tát của bác nhá. À bà này, mệt nghỉ ngơi tí nhỉ? Chiều bắt đầu nhá. Thôi đi ra đi. Ra. Ôi. Mẹ cho con bé của mẹ nghe nhạc nhé. Bác Dung, bác vào đây chờ con nhồng tí ạ. Gì thế? Lần sau bác đi vào nhà, bác đóng cửa nhẹ nhàng thôi được không ạ? Úi giời, này, như thế thì lần sau ấy, cháu cứ dán cái chữ to của bố ở đấy. Đi nhẹ, nói khẽ cửa duyên, đóng cửa nhẹ nhàng. Nhưng bác nói thật với cháu là bác quen rồi. Đi ra đi vào là phải đóng cửa. Dầm một cái nghe nó vui tai. Hàng xóm mới biết là mình đi về cháu ạ. Úi giời. Alo,
Chị à? Ôi giời ơi, lâu lắm mới gọi điện cho con em đấy. Sao? Chị bảo cái gì cơ? Ôi, con danh con nhá. Ôi giời ơi, con danh con mắt lợn luộc, hai mắt trắng dã á. Ôi giời ơi, em là em cạch mặt nó từ lâu rồi. Giờ em mà gặp mặt nó, tát cho nó lật mặt luôn. Em thật với chị. Không, chị nhìn mặt nó xem. Ôi giời ơi, mặt còn lưỡi cày nhá. Chị nhìn cái mồm nó chưa? Ôi giời ơi, cằm nó vươn ra ấy. Miệng chứ đến bầu hồ, răng nó vồ tổng hợp. Chúng lộn ruột thật ý. Em mà lần nữa em mà gặp là em cho nó đánh tanh bành luôn. Bác Dũng, bác thôi ngay được không ạ? À? Chờ em tí nhá. Làm cái gì mà cháu quát bác lên thế? Bác có biết là cháu đang cho con cháu nghe nhạc không? Cháu đang mở thai giáo cho em bé nghe nhạc du dương nhẹ nhàng. Thế mà bác vào đây bác chửi bác hoang lên như thế. Nhưng em bé nghe được thì làm sao? Như thế ảnh hưởng không tốt đến thai nhi đâu ạ. Ôi trời, bơ khỉ. Thai mới cả giáo. Trưởng giả học làm sao? Đi làm trò nó bé tí nó biết cái gì. Thôi bác đi vào phòng đi, không cần phải dọn dẹp gì hết. Cảm ơn nhá. Chào mọi người hết á. Thật bình tĩnh. Trong này toàn thức ăn ngon của nhà nó, mẹ lấy về cho con ăn đấy. Tối nay mẹ đi làm về muộn đấy con ạ. Con biết rồi. Mà tí mẹ đi xe ôm về nhá. Con không nói mẹ đâu. Mày đừng chửi đánh này. Này đừng nói hôm nay mày lại đi uống rượu nhá. Nhá. Mày đừng có say bí tỉ rồi nằm chết dẫm ở đâu. Sáng mai mày về tao đánh chút chút phát đấy. Biết rồi. Gì? Con bảo mẹ xem trong nhà nhá. Ông Ngọc có cái áo nào đi lấy về cho con. Ông ấy giàu lắm, toàn áo xịn thôi. Được rồi, tôi biến đi. Ăn đi các cháu. Bác Dung, sao dạo này bữa nào cũng chỉ có lèo tèo vài món đấy ạ? Hôm nào cháu đưa bác 500 nghìn đi chợ cơ mà. Trời ơi, 500 nghìn của cháu to quá cơ. Cháu có biết đi chợ á, bây giờ giá cả vật giá nó leo thang. Ôi đồng tiền mất giá, 500 nghìn mà bác lo ngày hai bữa như thế là quá giỏi đấy. Tin cháu thử đi chợ mà xem. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi ạ. Ăn đi các cháu. Em ăn đi. Ăn đi các cháu. Đi, đi vào đây con. Ngồi xuống đây. Nhưng mà ngồi xuống. Có gì mà phải ngại. Này, không việc gì phải ngại. Hai vợ chồng nó hôm nay về quê rồi đấy, nên mẹ gọi con đến đây. Ngồi đây thích không? Này, này, thế con đói chưa? Mẹ kể cho mày nghe nhé. Hôm qua thằng Ngọc nó vào nhà hàng hải sản, nó mua bao nhiêu hải sản ngon về. Nó dặn mẹ là nó ướp sẵn rồi, là mẹ chỉ việc nấu sẵn để đêm vợ nó về ăn. Nhưng mà hôm nay vợ chồng nó về nhà ngoại, mẹ nấu cho con thưởng thức trước, ăn cho nóng nhá. Chờ mẹ lát. Ngon không con? Ngon mẹ. Mẹ ơi, sao cái con ngứa nhở? Mẹ cũng thấy thế, ngứa chết rồi. Hương ơi, sao mồm con sưng vèo lên như kia? Mồm mẹ cũng thế kìa. Ôi trời. Ôi trời. Cái thằng này nó ướp gì vào trong canh nhở? Ai mà biết được. Bác. Bác Dũng. Ngày trước bác bán bún dọc mùng bác không nhận ra sao? Chị, cháu cho dọc mùng vào trong canh đấy. Ôi trời. Nhưng mà dọc mùng làm sao nó ngứa này được anh? Bác muốn em sao ngứa được? Anh cho dọc mùng tự nhiên, anh băm nhỏ rồi cho vào canh đấy. Ôi trời. Bác Dung biết mà, dọc mùng tự nhiên đấy mà không ngâm muối ăn vào ngứa lắm.
cháu chỉ muốn dạy cho hai mẹ con nhà bác một bài học thôi. Bác Dùng ạ, cháu thương tình bác sập tiệm bún nên cháu mới gọi bác về đây để làm giúp việc cho nhà cháu. Mà bác không hiểu ý, ngày nào bác cũng chửi bới, công việc thì bác làm không đến nơi đến chốn. Vợ cháu đang mang bầu, còn mệt mỏi hơn nữa. Có nhiều thứ cháu đều biết hết, nhưng mà cháu không nói ra thôi, bởi vì cháu muốn giữ tình diện cho bác. Cho nên ấy, cháu mới đưa vợ cháu sang nhà ngoại để tĩnh dưỡng vài hôm. Và tiền thề giải quyết xong luôn chuyện này. Chẳng nhẽ cháu không muốn cho bác làm đây nữa à? Cháu nghĩ bác tự đi là đúng hơn. Là họ hàng với nhau, cháu không muốn nặng lời đâu. Bác và thằng Cường ấy, tự về nhà kiểm điểm đi, xem mình sai ở đâu. Bớt cái miệng lại, đừng khẩu nghiệp nữa. Mời bác về. Thì chú con. Để chị đi tìm nến vậy. Dạ. Ủa, tay lại sờ vào đâu mà cứ êm 20k xuôi lạc thế nhở? Anh Cường ơi, anh đã tìm cái gì à? Tay của anh. Ai à? Tay mình chạm vào chỗ ấy của em gái người yêu mình rồi. Tay anh Cường làm sao? À, anh lấy nến cho em á? Không cần tìm đâu, em tìm trên này rồi. À, đây rồi. Lại có điện rồi này. Mất cả công. Mà anh Cường ơi, anh nóng hay sao mà mặt anh đỏ thế ạ? Ừ nhờ, sao mặt anh đỏ thế? Tại mất điện anh thấy hơi bí với cả nóng mà. Để chị lên nhóm chung cư hỏi xem làm sao lại mất điện như này nhá. À, đây rồi. Ban quản lý bảo là đang có một đường dây điện cần sửa chữa, thế nên là sẽ mất điện đến đêm nay, sẽ bị chập chờn lúc có lúc không ấy. Thế có nghĩa là nó lại mất tiếp hả chị? Không được đâu, em sợ bóng tối lắm. Với cả nhà có mỗi hai chị em mình, nhỡ mai cái lúc đấy có kẻ gian vào thì làm sao ạ? Hay là tối nay anh Cường ở lại với chị em đi. Chứ bây giờ chị em ở một mình nguy hiểm lắm. Có anh ở lại chị em yên tâm hơn hẳn đấy. Thì anh cũng muốn ở lại để bảo vệ hai chị em, nhưng mà sợ hơi bất tiện. Em thấy Trà nói lo cũng đúng đấy. Nhà có hai chị em thôi, nhỡ tối nay có anh đi vào cũng sợ. Hay là thôi, anh cứ ngủ lại đây đi, chứ hai đứa con gái ở nhà nguy hiểm lắm. Để em vào phòng ngủ với Trà, còn anh ngủ ở phòng em nhá. Thôi, anh ngủ sofa cũng được, cứ ném cho anh bộ chăn gối là được nhá. Vâng đi. Dạ. Gan thật đấy, nhớ đâu chị em biết thì sao? Mình thích nhau rồi thì làm sao mà phải sợ ạ? Bây giờ anh đi vào phòng của em, mình thích làm gì thì làm. Chị Linh. Cái Trà đâu rồi? Sao nó không đi đón em à? Con bé này, đi đón người yêu mà cứ dí cái mắt vào cái điện thoại như thế. Để cho người ốm xách đồ như thế à? Thì phải khỏi bệnh rồi bác sĩ mới cho về chứ chị. Khỏi đâu mà khỏi, chân vẫn khập khiễng, tay vẫn bó bột đây này. Mà thôi, em ngồi xuống đi đã. Em không may bị tai nạn giao thông, nhưng mà cũng may mắn là tai qua nạn khỏi. Đợi khi nào khỏi hẳn thì tìm công việc sau nhá. Em cảm ơn chị ạ. Thời gian em nằm viện, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Thằng bé này lại khách sáo rồi. Em với cả cái Trà nhà chị yêu nhau từ thời cấp 3.
hai bên gia đình đều quen biết nhau. Chị coi em như người nhà của chị mà. À, mà chị nghe Trà nói phòng trọ của em hết hạn hợp đồng rồi à? Em đã tìm được phòng trọ mới chưa? Em cũng chưa biết ạ. Chắc là em ở nhờ phòng bạn rồi đi tìm phòng mới dần. Thôi, chị bảo này. Dạ. Hay là bây giờ em ở nhà chị đi. Ở đây có người chăm sóc. Khi nào khỏi hẳn thì tìm phòng mới sau. Nhưng mà em sợ phiền chị lắm. Phiền cái gì mà phiền? Chị dọn vào ở chung phòng với cha là được mà. Không được, em không thích ở với chị. Con bé này, người yêu mày đang bị như thế này mà mày không thấy sót à? Phiêu này, khi nào công việc ổn định thì hai đứa cũng tính chuyện cưới xin đi nhá. Người yêu tàn phế của em đang ở tạm nhà em một thời gian. Mình ra ngoài ấy đi. Nhưng anh thích cảm giác làm ở nhà với em cơ. Cái anh này. Hả? Em gọi anh cái gì cơ? Em bảo anh là gấp quần áo cho cẩn thận vào, chứ không lẫn hết đồ ạ. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng là em có còn yêu anh nữa không đấy. Trà ơi, Trà, em đi lấy chăn cốc nước với cả vài viên thuốc. Đến giờ uống thuốc của anh rồi. Chữa anh bị như này đứng lên khó lắm. Anh không có tay có chân mà sai em đấy. À quên, anh đang phế nhở? Đúng là cái loại chân nào cũng phế. Em nói thế là ý gì? Em đang chê anh yếu đấy à? Thì đúng chứ còn gì nữa. Anh xem đã bao lâu rồi mình không động vào người của nhau. Trước khi anh bị tai nạn ý, thể lực của anh đã yếu rồi. Huống hồ bây giờ tàn phế như thế này á. Rốt cuộc em còn yêu anh nữa không hả? Anh nằm viện mấy tháng trời, em cũng chỉ đến thăm anh có vài lần. Em không hề tỏ ra quan tâm hay lo lắng cho anh một chút gì à? Anh ơi, anh lớn đùng ra đấy rồi còn bề đặt lo với chả lắng. Tay chân vẫn còn đấy chứ không phải liệt hẳn đâu. Cửa cho anh với. Anh bị ngã kẹt cửa ngoài này rồi. Em có ở trong đấy không? Trà ơi, Trà ơi, anh bị ngã sập cửa không vào được. Em có ở đấy không? Trà. Hả? Alo. Hả? Anh đến rồi á? Anh đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng mà chị Linh thì không có ở đây. Còn thằng người yêu em nữa mà, làm ăn được gì đâu. Nhưng mà anh nhớ em thì vẫn phải sang gặp chứ. Anh đúng là khéo biết chọn thời điểm đấy. Đúng lúc thằng người yêu em bị nước ngoài văn công ấy. Mình hành sự xong rồi. Em mở cửa cho thằng vô dụng kia đi. Ôi anh Phiêu, sao anh lại ngất ở ngoài này thế này? Từ từ. Trời á. Anh là
Anh cứ ngồi xuống đã. Anh đấy là anh Cường, người yêu của chị Linh. Em vừa đi siêu thị gặp anh ấy ở dưới đấy nên mời anh ấy lên trên nhà chơi luôn. Dạ vâng, em chào anh ạ. Đã được nghe rất nhiều về anh. Em là bạn trai của Trà. Anh Cường chính là người giúp cho em có công ăn việc làm đấy anh ạ. Anh ấy xin cho em vào làm công ty của anh ấy, rồi nhờ cái mác là em của anh Cường nên công việc của em cực kỳ thuận lợi luôn. Khả năng của anh ấy còn hơn thế nhiều Trà. Thế thì chắc người yêu của em á phải cắp sách đi học anh mất. Anh nhìn anh ấy mà học tập đi nhá. À, mà sao vừa nãy anh ấy ngất lịm ở ngoài đấy thế? Anh phơi quần áo thì bị ngã, vô tình cửa đóng sập, không thể vào nhà nổi. Anh gọi cho em mãi mà không được. Em đi siêu thị hàng tiếng đồng hồ, không để ý điện thoại. Khổ thân anh quá. Mà anh Cường, anh ở lại ăn cơm bọn em luôn nhá. Tất nhiên rồi, ngoài ăn cơm ra, anh còn ăn cái khác nữa mà. Mà anh Cường này, chị Linh đang đi công tác, anh đến đây có việc gì đấy ạ? Em không có quyền hỏi cô đấy đâu. Đây là nhà người yêu anh thích thì anh đến. Còn em ấy, mới là thằng ăn nhờ ở đậu ở đây. Biết điều tí đi. Đây chẳng phải là đôi bông tai mình tặng Trà. Vâng, em mới tháo bột hôm qua chị ạ. Em đi đứng sinh hoạt lại bình thường được rồi. Em đang xúc tiếng về thuê nhà để đỡ làm phiền chị đây. Không cần phải vội đâu, đây cũng như nhà em mà. Đợi chị đi công tác về thì mình tổ chức ăn mừng em khỏi bệnh nhá. Dạ vâng, em chào chị ạ. Mình phải đến đây để quan sát xem liệu nghi ngờ của mình có đúng không. Đây là nơi hai người họ làm việc chung. Nếu có gì đó xảy ra giữa họ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra đây. Sao hôm nay có cả bánh gato thế anh? Sinh nhật ai ạ? Không, hôm nay không sinh nhật ai cả. Chẳng qua là anh muốn mở tiệc để chúc mừng bản thân khỏi bệnh thôi. Gớm, sao bây giờ anh vẽ chuyện với cả bầy biện thế? Hello là chim cu. Sẽ cho anh ạ. Có cả anh Cường ạ? Ừ, anh mời thêm cả anh Cường. Bữa tiệc như này làm sao mà thiếu anh Cường được. Chỉ tiếc là không có chị Linh ở nhà thôi. Anh Cường, tắt đèn cho em để em thử đến. Ok ok. Rồi, bắt đầu đi. Chúc cho bản thân của tôi luôn luôn khỏe mạnh. Chúc cho đôi mắt luôn luôn sáng rõ để nhìn thấu lòng người. Chỉ có vụng trộm thì nó mới kích thích như này. Sao điên đèn sáng đấy? Là tôi bật đấy. Ơ, Linh. Anh tưởng em đi công tác chưa về. Chị Linh đã bí mật về từ hai hôm trước rồi. Chị Linh. Có chuyện gì mà em gọi chị đến gấp thế? Lại còn phải bí mật không được nói cho ai biết nữa. May mà chị giải quyết xong công việc rồi đấy. Có điều này chị cần phải. Chính tận mắt em thấy Trà với Cường. Làm anh chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để được gặp em thôi. Anh hư thế, với chị em anh có làm như thế không? Chị em nhạt nhẽo bỏ xứ ra, suốt ngày công tác bận bịu
chẳng bao giờ có thời gian quan tâm thằng này cả. Mà anh bảo này, bao giờ thì em định đã đi thằng đần kia đi ấy. Anh không muốn anh và em thân mật ấy, cứ có một thằng kia đà cả mỗi mãi đâu. Thì khi nào anh ta chuyển đi, em nói chia tay luôn. Coi như bây giờ để anh ta ở một vài hôm, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng. Một người là bạn trai của tôi, một người là em gái của tôi. Tại sao hai người lại có thể? Ai bảo anh không biết giữ người yêu? Suốt ngày chăm chăm công việc ấy, mất là cũng đúng rồi. Anh thôi đi, đấy không phải là lời một thằng đàn ông nói đâu. Chỉ có những kẻ hèn nhát trong hoa mới đổ tội như vậy thôi. Anh thì đàn ông quá nhở. Đàn ông cái kiểu gì mà yếu xìu thế, rồi suốt ngày ốm đau bệnh tật. Tôi chả hiểu là tôi yêu một người thanh niên hay là yêu một lão già nữa. Thế tại sao em không nói với anh để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề? Chẳng nhẽ em yêu anh chỉ vì sinh lý thôi? Các người chỉ là những kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho nhu cầu bản thân của mình thôi. Chị ơi, em xin lỗi à? Đừng gọi tôi là chị nữa, người giả tạo lắm. Cô hãy dọn đồ và đi ra ở riêng đi. Tôi không thể sống chung cùng cô với những ký ức này được nữa. Linh, chẳng không.